Bây giờ đến phần vị trí quảng cáo. Bây giờ đến phần vị trí thì phần này cũng là một cái phần mà khiến cho chúng ta bị lãng phí ngân sách rất nhiều. Facebook nói rằng là vị trí quảng cáo là tự động và được khuyên dùng. Thì khi mà mình chọn cái này thì cái tiếp cận nó sẽ được cao hơn, nhưng mà cái hiệu suất chưa chắc nó đã cao hơn. Thì hoàn toàn phải phụ thuộc vào chiến dịch thực tế. Thì tôi sẽ giải thích cho bạn. Hiện nay Facebook có rất nhiều các vị trí hiển thị. Các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Nền tảng này gồm có Facebook, Audience Network, Instagram và Messenger. Đấy, và chạy rất là nhiều vị trí. Thế thì nếu bạn không muốn chạy trên Insta, bạn tắt Insta đi. Đấy, thì ở đây các bạn thấy là có này. Bảng tin Facebook nó bao gồm là bản tin trên máy tính và bản tin trên điện thoại. Một cái tít này nhưng mà hai vị trí. Bảng tin trên máy tính nha. Đây, đây gọi là bảng tin trên máy tính. Chúng ta lướt Facebook như thế này. Đấy, ok. Cái vị trí ở giữa này chính là bảng tin trên máy tính. Đây, Novaland họ chạy đây. Đấy, ok. Cái thứ hai nữa là ở trên điện thoại chúng ta. Thì là đấy là bảng tin trên trên điện thoại. Ở cùng một vị trí. Các bạn nên chọn cái vị trí này rất là tốt, đúng không ạ? Bảng tin Instagram, Facebook Marketplace ở Việt Nam không áp dụng. Bảng tin trên video, cột phải đây. Đây là cột phải đấy, mọi người nhìn thấy. Đây là quảng cáo, cột phải hơn 1 triệu đây. Ok. Rồi, đúng không ạ? Instagram, khám phá Instagram. Hộp thư Messenger, hộp thư Messenger khi mà chúng ta check Messenger chat chúng ta nhìn thấy quảng cáo. Tin là dạng dạng story gồm có Facebook story, Instagram story và Messenger story. Nếu mà bạn muốn xem story của ai đó như thế này thì bạn đến bấm đến lần thứ ba bạn sẽ nhìn thấy cái quảng cáo đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Vâng, ở trên điện thoại di động là tôi nhìn thấy quảng cáo ngay lập tức. Cái này nó gọi là tin story. Trên điện thoại di động gần như tôi nhìn thấy quảng cáo ngay lập tức luôn. Đến cái thứ tư, trong luồng video tìm kiếm, kết quả tìm kiếm trên Facebook. Cái này là giống như là cái Google. Thì làm thế nào để chạy quảng cáo cái này? Thì cái này các bạn sẽ, đây chính là cái vị trí tìm kiếm. Cái ô này nó chính là cái ô Grab, đúng không ạ? Ví dụ như là mua iPhone đấy, Pro Max 11, Enter. Thế sau này thì nó sẽ bán những cái vị trí hiển thị này giống như là Google tìm kiếm. Đấy, đây là nó đang hiển thị bạn bè của mình vân vân, nhưng mà sau này nó sẽ là gì ạ? Cũng lại được tài trợ một cái vị trí. Và hiện nay đây là cái vị trí hiển thị mà mới nhất của Facebook các bạn có thể khai thác. Gửi tin nhắn hoặc là tin nhắn được tài trợ trong bài viết tức thì trên Facebook, ứng dụng web. Đấy, thế các bạn nhìn thấy các vị trí thì nó đều cho mình xem cái hình để mình tưởng tượng ra trông nó như thế nào. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Nó đều cho mình cái hình mẫu để mình tưởng tượng ra cái quảng cáo nó sẽ trông như thế nào. Bây giờ các bạn đếm này. Cái một cái vị trí này là bằng 2 3 4 5 6 7 8 này. 8 với 3 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16, 17, 18. Vâng. Đến ngày hôm nay là đầu năm 2020 thì Facebook có 18 vị trí hiển thị. Tức là rất nhiều. Ngày xưa năm 2011 tôi chạy quảng cáo có đúng 3 vị trí hiển thị: bảng tin máy tính, bảng tin di động, cột phải máy tính hết. Cho nên cái mức độ lãng phí của Facebook nó thấp hơn rất nhiều. Bây giờ các bạn thấy có 18 vị trí hiển thị này, nhưng thực ra suy cho đến cùng nó vẫn chỉ là một user mà thôi. Chẳng qua là nó thể hiện thêm rất nhiều các vị trí hiển thị khác nữa để nó tăng được cái lượng tiếp cận với khách hàng về mặt số lượng, và nó thu được nhiều tiền hơn của chúng ta. Thì cái này các bạn phải hết sức lưu ý nha. Cái lưu ý thứ nhất tôi nói là nhắm chọn, là lưu ý thứ hai là thiết bị di động, 80% truy cập là đến từ thiết di động. Và lưu ý thứ ba là các vị trí như này, rất nhiều vị trí là chúng ta chạy là lãng phí, thì chúng ta hãy chọn. Thế thì vị trí nào thì theo kinh nghiệm của tôi các bạn có thể cân nhắc. Bảng tin bắt buộc rồi, cái này rất quan trọng đúng không ạ? Bảng tin video tôi không hề ưa thích. Hộp thư Messenger ok tôi thấy được, đúng không ạ? Trong luồng tôi không ưa thích. Tìm kiếm kết quả trên Facebook, nếu cái này mà chạy được các bạn hãy chạy cho tôi, được chưa ạ?
tin nhắn được tài trợ cũng có thể chấp nhận được đó. Vâng, bài viết tức thì không thực sự xuất sắc lắm, và những thứ khác thì tôi không thấy đánh giá cao. Thế còn những cái video trong luồng ấy, nếu mà các bạn chạy hiển thị không cần đơn thì các bạn nên làm cũng ok, được chưa ạ? Xong phần tối ưu về vị trí hiển thị, tiếp tục đấy là về phần ngân sách và lịch chạy. Đấy, cái phần này tôi nói với các bạn nghe là tôi dạy rất là kỹ, trên thị trường là hiếm có người nào dạy kỹ như tôi lắm, và một cái video rất là dài như thế và hướng dẫn rất rất chi tiết về các ý nghĩa marketing của nó. Bây giờ về phần ngân sách và lịch chạy thì các bạn sẽ chọn tương tác với bài viết. Nếu bạn chọn tương tác với bài viết thì có nghĩa là quảng cáo sẽ ưu tiên đẩy đến những người tương tác, tức là đẩy đến những người like, page, comment này kia. Tuy nhiên hiện nay các bạn thấy rằng là đến 90% những tương tác bây giờ là những tương tác rác, tức là người ta chỉ like thôi, người ta không mua, không comment. Như vậy là mình mất rất nhiều tiền lãng phí cho Facebook. Mục tiêu của mình là muốn có comment, muốn có inbox, muốn có gọi hotline, muốn có truy cập web. Thế nhưng mà phần lớn chúng ta nhận được là like bài viết. Thì nhưng nếu chúng ta không chọn tương tác bài viết mà chúng ta chọn là những người tiếp cận khách nhau hàng ngày hoặc là số lần hiển thị chẳng hạn, một trong hai cái này, thì nó sẽ đẩy đến những người mà nó không quan trọng là có tương tác hay không. Và thường nếu mà các bạn chạy cái này thì cái giá thầu về CPC hay là PM, CPM thì rẻ nhưng mà CTR sẽ thấp và giá thầu sẽ cao, và tính hiệu quả thì thường khá là thấp, trừ khi bạn chạy là làm thương hiệu. Rồi, kiểm soát chi phí không bắt buộc, tức là nếu mà bạn có thể đặt cái mức giá tối đa mà bạn có thể chịu đựng cho mỗi một cái lượt tương tác, bởi vì bạn đang chạy mục tiêu tương tác. Thí dụ bạn tưởng tượng là bạn sẽ chịu được 500 đồng một tương tác thì bạn đặt vào đây, hay là 1.000 đồng bạn đặt vào đây. Nhưng hãy nhớ rằng nếu bạn đặt thấp thì chiến dịch của bạn sẽ không chạy. Và lời khuyên của tôi là nên bỏ trống. Ngân sách và lịch chạy hàng ngày. Vâng, ngân sách của Facebook thì luôn luôn tính theo ngày, tức là cứ 24 giờ nó trả phí một lần, cứ 24 giờ nó trả phí một lần, và nó trừ tiền theo thời gian thực. Trừ tiền theo thời gian thực tức là chạy đến đâu sẽ tính tiền đến đấy. Một ngày bạn đặt 1 triệu, nếu mà bạn mới chạy có nửa ngày thì bạn vẫn còn 500.000, Facebook chưa trừ tiền của bạn. Bạn mới chạy có 300.000 vẫn còn nguyên 700.000, không mất tiền nhé. Vì nhiều người cứ sợ là mất tiền, không mất tiền. Rồi, ngân sách luôn đặt theo ngày. Thì cả chiến dịch các bạn có thể đặt 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, tùy các bạn. Đó, thì các bạn có thể đặt ngân sách ở đây số tiền là bao nhiêu đó, 100, 200, 500, 1 triệu. Thậm chí những khách hàng của tôi, một công ty dược, tôi đào tạo cho họ, họ chạy quảng cáo 100 triệu một ngày. Đúng không ạ? Hay là những bạn làm đông y, bạn ấy có thể chạy 200-300 triệu quảng cáo một ngày. Một spa lớn ở Hà Nội đã từng làm việc với tôi rất lớn, doanh thu của họ đạt cỡ khoảng 30 tỷ một tháng, thì họ chạy khoảng 10% chẳng hạn, thì họ sẽ chi khoảng 3 tỷ đến 4 tỷ một tháng. Chuyện đấy rất bình thường, đúng không? Rất bình thường. Bởi vì chạy ngân sách bao nhiêu tiền thì nó phụ thuộc vào điều gì? Đầu tiên, nó phụ thuộc vào biên độ lợi nhuận của sản phẩm. Lợi nhuận càng cao thì bạn có cơ hội để chạy ngân sách lớn. Thứ hai, nó phụ thuộc vào độ dễ bán. Bạn dễ bán, bạn có thu nhập về, bạn có lợi nhuận thì bạn mới có tiền mà chạy. Thứ ba, phụ thuộc vào khả năng tài chính của bạn. Đúng không ạ? Nếu bạn chạy nhiều tiền, bạn chạy thử nghiệm 5 triệu một ngày, chạy một tháng chết thôi, thì đơn giản. Nếu còn bây giờ vốn của bạn có vài triệu đồng, bạn chạy thế thì bạn lấy gì mà ăn? Thứ tư là phụ thuộc vào chiến lược của bạn. Bạn sẵn sàng là chi tiêu trước và lấy tiền sau. Bạn sẵn sàng là đầu tư dài hạn thì ok. Đó. Thế nhiều người cứ hỏi tôi là thưa thầy là em nên chạy ngân sách bao nhiêu tiền, thì thật ra tôi sẽ nói là không có câu trả lời cho các bạn đâu, đúng không? Nhưng mà nếu mới chưa chạy bao giờ thì chạy ngân sách thấp cho tôi để thử nghiệm, học hỏi học hỏi học hỏi, đánh giá xem là gì, ông Phan Anh ông hướng dẫn như thế đúng hay sai, ông Phan Anh như thế mình làm như thế đã chuẩn hay chưa, cần phải tối ưu cái gì, đúng không? Tối ưu từ sản phẩm, từ giá bán, từ khuyến mại, từ content, từ hình ảnh, từ bài viết, từ nhắm chọn cho đến tối ưu về mặt vị trí hiển thị, cho đến ngân sách, vân vân, cho đến tối ưu về mặt chat sheet, vân vân, chốt đơn, tất cả mọi thứ, được chưa ạ? Vâng, thế thì đấy, ngân sách thấp nhất có thể đặt là bao nhiêu, là 1 đô la một ngày, nó rơi vào khoảng tầm 23.000 Việt Nam đồng, thì các bạn có thể đặt mức khoảng 30.000 là mức tối thiểu cho một ngày. Được chưa ạ? Tối thiểu thấp hơn thì Facebook nó sẽ không nhận và không chạy. Rồi, các bạn đã biết rõ ngân sách của mình chưa?
Thế nếu mà bạn chạy ngân sách lớn thì sao? Nếu mà bạn chạy ngân sách lớn thì đây lại là điều tuyệt vời. Thường nếu mà ngân sách lớn thì mình có thể có nhiều sự lựa chọn. Một là chạy một chiến dịch, hai là chạy nhiều chiến dịch, chia nhỏ chiến dịch ra, testing các chiến dịch ra, thử nghiệm. Ví dụ như là mỗi một nhóm chiến dịch mình chạy theo tuổi, hay là mình chạy theo địa lý, hay là mình chạy theo content. Mình chia rất nhỏ, mỗi nhóm chiến dịch mình đặt 50.000 mình chạy. Có thể mình chạy 30, 50, thậm chí 100 chiến dịch trong cùng một lúc. Sau đó mình so sánh xem chiến dịch nào tốt và tại sao tốt. Mình bắt đầu bơm tiền thêm vào các chiến dịch đấy. Đấy là những cái bí quyết. Hoặc là mình chạy ngân sách lớn nhưng mà đối tượng khách hàng của mình không không thực sự lớn, thì lúc đấy mình đừng có nhắm chọn gì cả. Lúc đấy mình chỉ chọn tuổi tác, địa lý, khu vực là xăm, là chạy gần như là chạy rộng. Mà mọi người hay nói vui đến là đỉnh cao của target, tức là không target, tức là chạy nhắm mắt nhắm mũi chạy chứ đừng có nhắm chọn, đúng không? Rồi, thế thì khi nào bạn làm được điều đấy? Khi mà sản phẩm tốt, khi mà giá tốt, khi mà chuyển đổi tốt và ngân sách lớn thì bạn chạy rất là dễ. Tất nhiên bạn vẫn phải tối ưu, đúng không ạ? Vâng, tính phí theo lượt hiển thị bắt buộc, Facebook không cho chọn. Lên lịch quảng cáo có thể chạy theo lịch hoặc là chạy theo lịch trình. Muốn mà chạy theo lịch trình thì bạn phải chuyển ngân sách trọn đời. Vâng, bạn phải chọn ngân sách trọn đời. Đấy, kiểu kiểu như vậy, được chưa ạ? Đây, cái video này tôi quay bây giờ đây, tháng 12 năm 2019, cho nên tôi gọi nó là update 2020 là rất chuẩn nhá. Đấy, nếu mà các bạn muốn chạy theo lịch trình thì đây, một tuần có 7 ngày và một ngày có 24 múi giờ. Đấy, thế thì bạn phải nghiên cứu xem khách hàng của bạn là ở tuổi nào, nhóm nào, online giờ nào thì bạn bạn chọn cho nó phù hợp. Ok chưa? Nói chung là chạy múi giờ cũng không thực sự xuất sắc lắm đâu, nên là các bạn cứ thử nghiệm. Còn tôi đã thử rất nhiều tiền rồi thì tôi thấy nó không xuất sắc lắm, thì các bạn cứ cân nhắc nhé. Rồi, sau đó bây giờ nhìn sang bên phải cho tôi, nhìn sang bên phải phần quy mô đối tượng. Mỗi khi bạn chọn, mỗi khi bạn thay đổi đối tượng thì số lượng tiếp cận tiềm năng thay đổi, đúng không ạ? Nguyên tắc ở đây là các bạn đừng chạy thấp quá khoảng độ 30 50 ngàn. Còn các bạn cũng đừng chạy rộng quá, ví dụ 10 triệu thì là rất cao. Các bạn có thể chạy trong khoảng tầm 1 2 3 triệu đổ lại thế thôi. Vài trăm nghìn ok. Đấy. Nếu mà nó phụ thuộc vào việc là các bạn chạy ở tỉnh nào, ví dụ bạn chạy cả Việt Nam thì vài triệu là bình thường. Và kết quả dự kiến bạn sẽ thu được cái con số này. Đấy, đây là số tiếp cận với số tiền bạn chi ra là một ngày, ở đây đang để là 100 ngàn, đúng không ạ? Ok, bạn sẽ nhìn thấy cái mức ngân sách trọn đời 7 triệu. Đây là đang bao nhiêu đây ạ? Một tháng đi. Vâng, một tháng. Đúng một tháng đấy ạ, 30 ngày. Mỗi ngày 100 nghìn, chạy 3 triệu thôi. Mỗi ngày 100 nghìn, đấy. Thì nó sẽ báo là mình tiếp cận được khoảng là 670 đến 1.900 lượt. Đây là lượt tiếp cận nhé, không phải là lượt xem, không phải lượt tương tác. Thu được đây này 205 đến khoảng 592 lượt tương tác. Và lượt tương tác này là bao gồm là cái chủ yếu là cái like, cái xem, cái tim ấy. Đấy, bây giờ mình là nếu mà nó thu được 200 comment thì mình đã giàu. Thì các bạn lưu ý, đúng không ạ? Và những con số này thường là nó sẽ rơi vào cái tỷ lệ trung bình. Nó rơi vào cái tỷ lệ trung bình nhá. Ok, tiếp tục. Đến phần nhận diện, phần này là mình sẽ chọn cái fanpage mình muốn chạy, đúng không? Ví dụ bạn chạy một cái fanpage, ví dụ như là PA Marketing bán khóa học đi, thì bạn sẽ tìm. Đấy, sau đó bạn chọn đến một cái bài viết mà bạn muốn chạy. Thì tất nhiên như tôi đã nói là chạy tương tác thì bắt buộc bạn phải có bài viết trên page rồi. Bạn phải có bài viết trên page rồi, đúng không ạ? Và lúc này các bạn nhìn thấy đấy, content bài này mình đã viết rồi. Rồi, và mình chạy đến, mình chọn đến cái bài đấy, được chưa ạ? Rồi, và sau đó thì bây giờ mình bấm vào nút xác nhận màu xanh lá cây này, hoặc là mình muốn xem lại chiến dịch thì mình xét duyệt, hoặc là mình có thể review lại theo cái cột bên trái này từng vị trí để làm gì, để chắc chắn trước khi mình bấm quảng cáo. Mình bấm quảng cáo xong thì quảng cáo sẽ được đệ trình cho Facebook phê duyệt. 100% các quảng cáo của Facebook đều phải được Facebook phê duyệt. Tại sao Facebook cần phê duyệt? Bởi vì là có thể bạn viết content khiếm nhã, bạn viết content vi phạm chính sách quảng cáo,
hình ảnh so sánh trước sau, hình ảnh hở nhiều da thịt. Có thể bạn bán các sản phẩm bị cấm như là thuốc lá, rượu bia, rồi thì ma túy hay là những cái sản phẩm khác kiểu kiểu như thế, Facebook nó cấm đúng không? Hay là bài bạc vân vân. Thế thì nó phải xét duyệt. Còn nếu mà bạn bán khoa học, bạn bán thời trang mà không phải hàng fake, bạn bán những cái đồ ăn thức uống thì nói chung là nó rất là dễ thôi. Sau khi xác nhận xong, duyệt xong thì quảng cáo mới được chạy và nó mới tiêu tiền. Và chạy thì vừa rồi mới chỉ là kết thúc cái thao tác về quảng cáo mà thôi. Sau khi chạy xong mình còn phải xem chiến dịch có hiệu quả hay không, bằng cách là mình sẽ vào trình quản lý đúng không ạ? Mình tìm đến cái chiến dịch đó. Mình tìm đến cái chiến dịch đó. Và sau đó thì mình sẽ đánh giá cái hiệu suất về mặt chỉ số kỹ thuật. Chỉ số kỹ thuật là thế nào? Chỉ số kỹ thuật tức là mình chạy bao nhiêu tiền một cái giá thầu. Đấy. Thì cái tài khoản này của tôi đang không có chiến dịch, tôi sẽ chọn cái tài khoản khác cho bạn. Nó có chiến dịch. Chạy giá thầu là bao nhiêu, có comment hay không, có inbox hay không, đúng không ạ? Thì tôi sẽ chọn có những tài khoản có chiến dịch đó. Ví dụ có bài tôi chạy tin nhắn, có bài tôi chạy test, vân vân. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy từng cái chiến dịch một. Vâng, đây các bạn có thể xem biểu đồ. Đây là chiến dịch chạy thật và đã tiêu tiền đúng không ạ? Vâng. Số tiền tiêu là 1 triệu 497 nghìn, làm tròn 1 triệu rưỡi đi. Tiếp cận được 42 ngàn lượt. Trong 42 ngàn lượt này thì thu được 3.179 lượt tương tác. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái giá thầu là 471 đồng. Đây là giá tương tác của một tương tác. Thế thì cái giá này lấy bằng cách nào? Cái giá này tính rất là dễ. Lấy tổng số tiền 1 triệu 497 nghìn chia cho 3.179. Đúng không ạ? Công thức giá thầu sẽ bằng tổng tiền chia cho tổng tương tác. Thì sẽ ra giá của một tương tác. Và giá của một tương tác ở đây bao gồm cả giá like. Thậm chí mình thu cả một rổ like, cả một xe tải like mà mình mới vẫn không thu được comment, không chốt được đơn nào. Đúng không? Cái giá thầu này càng thấp chứng tỏ là tương tác càng nhiều, chứ không chứng tỏ rằng sẽ có nhiều đơn. Đúng không ạ? Đơn được thể hiện là số comment, số inbox, số truy cập, số gọi điện và thực tế mình giao đơn. Rồi, cái tỷ lệ 5,39% này người ta gọi là CTR, click through rate, tức là cái tỷ lệ nhấp vào quảng cáo. Tỷ lệ này này cao hay thấp là phụ thuộc vào kết quả tương tác thực tế. Tỷ lệ này tính bằng cách nào? 5,39% này tính bằng công thức là lấy 3.179 chia cho 42.734 nhân 100%. Tức là CTR sẽ tính bằng tổng tương tác thu được chia cho tổng tiếp cận thu được nhân 100%. Công thức là như vậy. Được chưa ạ? Tỷ lệ này cao chứng tỏ là do content tốt, do khuyến mại tốt, do nhắm chọn tốt, do fanpage tốt, do sản phẩm tốt, do giá tốt, do uy tín thương hiệu tốt, vân vân. Tỷ lệ này thấp là những thứ tôi vừa liệt kê là không tốt. Vâng, nhưng cái chỉ số này mới chỉ là chỉ số về mặt gọi là gì ạ? Về mặt kỹ thuật thôi, nó chưa phản ánh được cái chuyện là người ta có thành công hay không, người ta có đơn hàng hay không, đúng không ạ? Và mình cũng có thể xem thêm các cái vấn đề nhân khẩu, bao nhiêu người nam nữ, tuổi tác, giới tính như thế nào, vị trí quảng cáo ra sao. Thì ở chỗ này tôi tắt hết rồi thì nó chỉ còn Facebook thôi, đúng không ạ? Lịch sử chạy như thế nào, đấy, mình có thể xem có chỉnh sửa hay không. Ok, thì ngoài ra các chiến dịch là như vậy. Thế sau khi mà chiến dịch mình cảm thấy không hiệu quả thì mình có thể tắt đi, hoặc là mình có thể là sẽ chỉnh sửa, hoặc là tạo ra chiến dịch mới, hoặc là thay đổi fanpage, thay đổi content, thay đổi tài khoản quảng cáo, thay đổi cách nhắm chọn, thay đổi ngân sách, thậm chí thay đổi chương trình khuyến mại vân vân. Tất cả những cái thứ đấy thì các bạn sẽ được xem thêm trong trọn bộ khóa học Facebook Marketing Pro của giảng viên Nguyễn Phan Anh, quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook rất là chi tiết năm 2020. Thì các bạn có thể xem thêm. Ok, tôi xin phép kết thúc cái bài hướng dẫn cách các bạn tự chạy quảng cáo, nhắm chọn quảng cáo từ đầu cho đến cuối, để các bạn có thể tự thao tác được. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Facebook Marketing, về quảng cáo, về bán hàng online, về thương mại điện tử, về truyền thông trực tuyến, và xử lý khủng hoảng truyền thông, các bạn có thể liên hệ với tôi là giảng viên đại học, doanh nhân Nguyễn Phan Anh ở số điện thoại 0989 623 888.
email phananhonline@gmail.com và Facebook là Phan Anh Online các bạn đang nhìn thấy ở đây, được chưa? Hoặc fanpage là PA Marketing các bạn đang nhìn thấy ở đây. Thì chúng tôi là một công ty đào tạo, một công ty tư vấn, một công ty triển khai các dịch vụ marketing và media. Thì chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bạn hoặc là hỗ trợ các bạn trong việc đào tạo, tư vấn, triển khai hoặc là đào tạo in-house, cung cấp nhân sự. Nói chung là như vậy. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Và nếu mà cái bài học này tốt thì các bạn hãy áp dụng, hãy chia sẻ và hãy cùng nhau kiếm tiền, hãy cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng những người làm kinh doanh và marketing online chân chính. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Thank you.